Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2021, thứ hai mùa chay năm lẻ, thứ hai tuần thánh. Trích sách tiên tri Isaiah: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta tên người, người sẽ xét xử dân ta, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường, người không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý, người sẽ không buồn phiền, không nâu núng, cho đến khi đặt công lý trên mặt đất, vì các đảo mong đợi lề luật người. Chúa là Thiên Chúa đã phán như thế. Người là Đấng đã tác tạo và mở rộng các tầng trời, đã củng cố mặt đất và các sản phẩm của nó, đã ban hơi thở cho dân sống trên mặt đất và ban sức sống cho những kẻ trên đó. Ta là Chúa, ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ. Tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phụ trợ đời tôi. Tôi sợ gì ai? Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ siêu tê và ngã gục. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Nếu thiên hạ động binh hạ tài để hại tôi, lòng tôi sẽ không kinh hại. Nếu thiên hạ gây chiến với tôi vẫn tự tin. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Kính chào vua chúng con. Chỉ có nhà vua là người thương hại đến những lỗi lầm của chúng con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 6 ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania, nơi Lazaro đã chết, được người cho sống lại. Tại đây, người ta dọn bữa cho người ăn, Marta hầu bàn, còn Lazaro cũng là một trong những kẻ đồng bàn với người. Bấy giờ, Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Judas Iscariot, kẻ sẽ phản đột người, liền nói: Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo? Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền nên bắt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: Hãy để mặc cho cô ấy làm công việc chỉ về ngày tán xác ta, vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn ta, các ngươi sẽ không gặp ta mãi đâu. Có đám đông người Do Thái biết người đang ở đó nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu mà còn để thấy Lazaro, kẻ đã chết, được người cho sống lại. Thế là các thượng tế quyết định giết luôn cả Lazaro, vì tại ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ý nghĩa một hành động. Maria lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất và quý giá xít chân Chúa Giêsu. Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: Sao không bán lấy 300 đồng bạc mà cho người nghèo? Chúa Giêsu nói: Hãy để cô ấy yên, hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng thầy. Gioan chương 12 câu 3, 4, 7. Suy niệm: Cô Maria đã làm một hành động gây nhiều tranh cãi. Cách đánh giá của Judas, thoạt nhìn bề ngoài thật tốt đẹp, bán dầu thơm lấy tiền cho người nghèo. Thế nhưng động cơ bên trong thì hết sức tồi tệ.
Người nghèo chỉ là cái cớ che đậy cho sự thâm lãm của Giuđa. Ngược lại, dù có bị người đời thị phi thế nào đi nữa, không có gì quý bằng một hành động được chính Chúa Giêsu đánh giá tốt. Chúa Giêsu bên vực Maria vì hành động của cô xuất phát từ tình yêu chân chính. Cô đã dành cho Chúa những gì tốt đẹp, quý giá nhất. Cô hoàn toàn vô vị lợi, không so đo hơn thiệt, không tính toán mưu lợi riêng tư. Mời bạn, một việc tốt chỉ thực sự là tốt đẹp khi nó phát xuất từ động cơ tốt và hướng tới mục đích tốt. Bạn hãy cẩn thận nhận định kỹ càng, kẻo việc tốt bạn làm hóa ra xấu xa. Nếu như bạn làm việc đó để che lấp một lỗi lầm, hoặc nhằm để tìm kiếm một tiếng khen, một mới lợi, hay chỉ để thỏa mãn lòng tự ái, sống lời Chúa, bạn hãy luôn xét mình mỗi ngày để khám phá ra được những động cơ, những ý hướng xấu nấp trong những hành động tốt của bạn. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm trí con khỏi những dục vọng đen tối, những ý hướng thấp hèn để mỗi lời, việc làm con chỉ nói, chỉ làm vì yêu mến Chúa mà thôi. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Khúc nhạc tuyệt vời. Một đêm kia, ông Paganini, một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng vào thế kỷ thứ 19, bước ra sân khấu và chỉ khám phá nhạc khí ông đang cầm trên tay có cái gì bất thường sau khi những tràng pháo tay của khán giả ngưỡng mộ ông nổi lên vang dậy và chấm dứt. Nhìn kỹ lại chiếc đàn lần thứ hai, nhạc sĩ Paganini mới nhận thấy đây không phải là cây đàn vĩ cầm tuyệt hảo quen thuộc đã đưa ông lên đài danh vọng. Ông đứng bất động trong giây phút rồi bắt đầu phải lên tiếng xin lỗi khán giả đang nóng lòng chờ đợi nghe những điệu nhạc tuyệt diệu của ông. Paganini giải thích, vì lý do kỹ thuật, xin quý vị vui lòng chờ đợi trong giây phút, vì tôi đã lấy lộn cây đàn. Cáo lỗi xong, Paganini lách mình sau bức màn sân khấu và yên chí là cây đàn bất hủ của mình vẫn nằm nơi ông đã đặt nó. Nhưng ông không khỏi bàng hoàng khi nhận ra là có người đã đánh cắp nhạc khí quý giá của ông khỏi thùng đàn và đặt một cây ba đàn rẻ tiền khác thay thế vào. Nhạc sĩ Paganini đứng yên như bức tượng một hồi lâu, rồi như một ý nghĩ gì lóe lên trong trí óc. Ông cương quyết cầm cây đàn tầm thường bị đánh tráo trở lại sân khấu và lớn tiếng tuyên bố. Kính thưa quý vị, ai đó đã đánh cắp cây đàn quý giá của tôi, nhưng trong buổi trình diễn này tôi muốn chứng minh cùng quý vị là vẻ đẹp của cái tinh túy của nhạc không nằm trong nhạc khí, nhưng nằm trong tâm hồn của nhạc sĩ. Nói xong, nhạc sĩ tài ba bắt đầu dạo nhạc, và từ cây vĩ cầm tầm thường, ông đã say sưa trình diễn những khúc nhạc tuyệt vời, tưởng chừng như bất tận, cho đến khi khán giả say mê ngây ngất đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng vang dậy, vì ông Paganini đã thật sự chứng minh với họ là tinh thần nhạc không tùy thuộc ở trong nhạc khí, nhưng hàm ẩn trong tâm hồn của nhạc sĩ. Đây cũng là sứ mệnh của các tín hữu Kitô. Hằng ngày, sau một giấc ngủ yên, họ bừng trỗi dậy để ra sân khấu cuộc đời trình diễn khúc nhạc Thiên Chúa là tình yêu. Gặp thời kỳ thuận tiện hay bất lợi, gặp môi trường sinh sống xứng hợp với khúc nhạc hay không, gặp những người chung sống có chấp nhận hay từ chối, cuộc sống của người Kitô hữu phải chứng minh rằng khúc nhạc Thiên Chúa là tình yêu không thể bị lệ thuộc vào những hoàn cảnh và những môi trường sinh sống bên ngoài, nhưng phải là khúc nhạc xuất phát từ tâm hồn như những điệu nhạc tuyệt vời của nhạc sĩ Paganini, không bị lệ thuộc vào nhạc khí, nhưng lại phát xuất từ tâm hồn điêu luyện, say mê âm nhạc của ông. Bài trích sách lẽ sống.